Kính chào quý vị và các bạn đang quay trở lại với chuyên mục Nhà đẹp Kaito, nơi mang tới cho quý vị về những mẫu nhà đang được ưa chuộng và yêu thích nhất tại Việt Nam. Kính thưa quý vị thân mến, ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ giới thiệu tới quý vị về một công trình nhà 2 tầng mái Nhật mang phong cách thiết kế hiện đại đang được chúng tôi trực tiếp thiết kế dành cho chủ đầu tư, chính là anh Ngoãn có địa chỉ tại Hải Dương. Và những hình ảnh mà quý vị đang được nhìn thấy ở trên màn hình đây chính là thiết kế mà chúng tôi đã hoàn thiện dựa trên những nhu cầu, mong muốn, sở thích khi mà chúng tôi về trực tiếp tại nhà của anh để chúng tôi khảo sát cũng như tìm hiểu, và từ đó chúng tôi sẽ hoàn thiện lên một thiết kế đẹp mắt và ưng ý như ở trên màn hình đây. Rồi, và chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu qua một chút về mặt tiền công trình nhé. Với ngôi nhà của anh Ngoãn thì khi mà chúng tôi xuống khảo sát ấy, anh muốn rằng sẽ có một công trình thiết kế nhà vườn vừa hiện đại vừa khang trang, bên cạnh đó là giúp cho anh có một ngôi nhà nó hoàn toàn mới một chút, nó khác lạ một chút và nó độc đáo một chút. Thì ở đây chúng tôi đã thay đổi khi mà ở tầng 1 chúng ta có ở những cái sảnh chính, đúng không ạ, là những cái hệ cột vuông này hoặc là cột tròn để chúng ta chống đỡ và làm nâng cao công trình, sự chắc chắn và sự khỏe khoắn. Thì ở đây chúng tôi sẽ loại bỏ nó đi và thay thế vào đó chính là những cái hệ tường mặt phẳng ở hai bên để chúng ta sẽ làm chống đỡ và nâng cao công trình đi lên. Bên cạnh đó, quý vị thấy rằng là ở đây khi mà chúng tôi thiết kế, đúng không ạ, ở tầng 2 này, đó, tầng 1 này, chúng tôi đều làm lùi lại một chút. Và cái ban công cũng như là cái hệ mái che tầng 1 nó sẽ được thiết kế và lùi ra bên ngoài đâu đó rơi vào tầm 1,5m. Điều này nó giúp cho công trình của chúng ta nó có một cái sức hút vô cùng đẹp, đúng không? Đó, thay vì tầng 2 chúng ta làm đua hẳn ra bên ngoài và nó làm bằng thẳng luôn với cái khu vực của ban công đó, thì chúng tôi sẽ làm nó lùi lại đó, và nó có kích thước giống y như ở tầng 1 để nó sẽ tạo được cái không gian vừa trồng cây, vừa làm đẹp, vừa tươi mới mà giúp cho công trình của chúng ta nó có sự khác biệt. Còn về màu sắc của công trình thì chúng tôi đã lấy tông chủ đạo là màu trắng để thiết kế đâu đó tầm 80% công trình nhà anh Ngoãn, đúng không ạ? Và cái màu này thì cũng là cái màu mà anh Ngoãn cực kỳ yêu thích cũng như là ưa chuộng. Những cái màu còn lại là chúng tôi sẽ lấy dựa trên cái độ tuổi cũng như là hợp thủy của anh nhất. Đó chính là cái màu vàng. Và cái màu này quý vị rằng là nó nằm ở ngay phía dưới cái mái sảnh chính tầng 1 này, bên cạnh đó là mái ở phía trên ban công tầng 2, nơi mà chúng tôi thiết kế với khung nghiện ốc và dùng sơn tĩnh điện màu vàng pha đen quý vị nhá, rất đẹp, đúng không ạ? Ở phía trên tầng 2 ban công là chúng tôi sẽ có sử dụng kính cường lực, bên cạnh đó là có khung nghiện ốc chạy viền xung quanh để trong quá trình khi mà anh có trồng những cây hoa, cây cảnh mình yêu thích, chúng ta nhìn từ bên ngoài có thể thấy được ở trên tầng 2, nó giúp cho công trình của chúng ta nó được bền, được đẹp hơn rất nhiều. Bên cạnh đó cũng biết rằng là ở đây với một công trình nhà 2 tầng mái Nhật thì chúng tôi sẽ đang xem thêm, đó chính là thiết kế với hệ bậc 5 cấp. Với hệ bậc 5 cấp như này nó sẽ tôn dáng và nâng cao công trình hơn rất nhiều, đặc biệt là phù hợp với công trình mà quý vị nào mà chúng ta đang có những cái dạng đất mà chúng ta bằng phẳng với mặt đường thì quý vị có thể lựa chọn với hệ bậc 5 cấp này, nó sẽ nâng cao và công trình lên. Và trong quá trình khi mà chúng ta đi từ ngoài đường, chúng ta sẽ nhìn thấy một ngôi nhà nó được đồ sộ, nó lớn mạnh và nó cao, đúng không ạ? Và chất liệu cửa ra vào đây thì chúng tôi đều sử dụng chung chất liệu đó là hệ nhôm sinh va và có kính cường lực quý vị nhé. Bên trong là chúng ta sẽ có hai rèm trắng và đen, chúng ta sẽ có rèm mỏng để chúng ta có thể lên đèn ánh sáng cũng như là tạo cái sự thoải mái. Bên cạnh đó thiết kế ngày nay với những cái hệ cửa nhôm quý vị ạ, nó cũng sẽ góp phần để tạo nên một không gian vừa hiện đại, vừa tinh tế, vừa đẹp mắt. Còn nếu như quý vị chúng ta vẫn yêu thích sự truyền thống, đó là một cái chất liệu hệ cửa gỗ, thì Minh Thưởng có thể gợi ý dành cho quý vị, đó là chúng ta sử dụng những cái hệ cửa thép giả phân gỗ, nó vừa bền vừa đẹp. Bên cạnh đó là gì ạ? Chúng ta cũng sẽ chống cong vênh cực kỳ là tốt. Và ngoài ra ở phía dưới chúng ta không thể thiếu, đó chính là những cái bồn hoa để chúng ta có thể là gì ạ? Trồng những cái hoa cây cảnh yêu thích. Chân cũng như là đường viền xung quanh ngôi nhà là chúng tôi sẽ ốp hoàn toàn bằng dạng gạch thẻ trang trí quý vị nhé. Rồi, và từ tầng 1, tầng 2 chúng ta có thể rất thấy là gì ạ? Có rất nhiều về những cái dạng đèn LED này, đèn H2 chiều để chúng ta sẽ tạo những cái nét độc đáo, nét tinh tế và giúp cho công trình của chúng ta được ấm áp cũng như ấm cúng hơn vào mùa đêm rất nhiều. Và hình ảnh tiếp theo mà quý vị đã được nhìn thấy đây chính là ở góc bên tay trái quý vị nhé. Ở góc bên tay trái như này, quý vị thấy rằng là ở phía phía trên mái là chúng tôi có thiết kế đua ra đâu đó khoảng độ tầm 30 phân để chúng ta sẽ có được cái lượng mưa khi mà nó rơi vào nó sẽ bảo vệ được cái tường. Bên cạnh đó là chúng ta sẽ lắp những cái dạng đèn trang trí chạy viền xung quanh mái để nó giúp cho công trình của chúng ta nó được bền, được đẹp
và đặc biệt lung linh cả bốn phía quý vị nhé. Đấy, bên tay phải này cũng như thế này. Và ở bên tay phải như này là quý vị có thể nhìn thấy được chính là có thêm một cái sảnh phụ quý vị nhé. Và sảnh phụ này thì chúng tôi cũng sẽ thiết kế với hệ bậc 5 cấp. Nhưng mà này thì bên này nó không phải một mặt tiền. Vì vậy là chúng tôi cũng sẽ thiết kế đơn giản mà thôi. Khi mà chúng ta cũng có những dạng ô cửa sổ này, có hệ cửa nhôm, đó, rất đơn giản mà thôi. Và ban công hầu như là quý vị rằng là nó chạy đua từ ở phía bên tường bên kia đúng không? Chạy dọc hẳn sang bên này luôn. Đó, rất đẹp, rất độc đáo. Và cái hệ tường ở bên tay phải chống đỡ nhá, là thay vì là chúng tôi sẽ làm nó đến cái ban công tầng 2 thì không, ở đây chúng tôi đã làm đua hẳn lên đâu đó tầm 1 mét để chúng ta sẽ thấy được cái sự cao ráo, cái sự đồ sộ của công trình. Đó, đây chính là view mà quý vị được nhìn thấy ở phía trên cao nhìn xuống quý vị nhá. Từ đây là quý vị có thể nhìn thấy được cái hệ mái chúng tôi thiết kế rất đẹp, khi mà chúng ta sẽ có hai cái mái nó đi lên. Đấy, gọi là mái kép. Và mái kép này thì theo như phong thủy trong quá trình mà chúng ta xây dựng và làm nhà ấy, thì nó gọi là sự thăng tiến. Thăng tiến trong công việc, trong cuộc sống, trong ấm no, trong hạnh phúc. Đó. Thì đây cũng chính là những cái dạng mà chúng tôi thiết kế và đan xen thêm về những phong thủy trong nhà. Còn ở phía dưới sảnh chính tầng 1 này, cũng như là sảnh phụ, là chúng tôi sẽ có sử dụng chất liệu đó chính là gạch granite, mặt đen cổ trắng để chúng tôi ốp và thiết kế ở khu vực của hai sảnh. Rồi, và tiếp theo chúng ta đến với kích thước nhé. Với công trình của nhà anh Ngoãn thì chúng tôi thiết kế như sau. Mặt tiền là 8m này, chiều sâu công trình là 15,22m. Đó. Và đâu đó tổng diện tích khuôn viên cũng rơi vào tầm 121 cho tới 122m2 quý vị nhé. Và với cái diện tích như này, anh Ngoãn mong muốn chúng tôi thiết kế công năng. Tầng 1 chúng ta sẽ có một khách, một bếp. Chúng ta sẽ có hai phòng ngủ, đó, hai phòng ngủ. Và đây là cả hai phòng ngủ đơn quý vị nhá, và một phòng vệ sinh chung. Và chúng tôi đã có tính toán và thiết kế như sau. Với cái không gian và khách ở bếp ấy là chúng tôi sẽ cộng chung vào là rơi vào tầm 50m2. Đó, rất rộng rãi, rất thoải mái đúng không? Mỗi bên cũng rơi vào đâu đó tầm 25m2 đấy, để chúng ta sẽ vừa sử dụng, vừa sinh hoạt mà chúng ta sẽ vừa có thể đón được tiếp khách hàng đúng không ạ? Còn ở hai phòng ngủ số 01 là 17,4 này, phòng ngủ 02 là 13m2. Chúng ta sẽ có một phòng vệ sinh chung là gần 4m. Đó, rất thoải mái để sử dụng đúng không? Với chiều cao tầng 1 của nhà anh Ngoãn rơi vào tầm là 3m9. Vì vậy là chúng tôi sẽ xây dựng số bậc cầu thang đi lên tầng 2 là 25 bậc. Thì theo như phong thủy nó nằm ở cung sinh, một cung khá là đẹp đúng không ạ? Rồi, và tiếp theo chúng ta đến với 3D này. 3D này là để chúng tôi phác họa về thiết kế ở bên trong. Thứ nhất là về vị trí lắp đặt đồ nội thất, làm sao nó hoàn chỉnh, nó đẹp mắt nhất. Và quý vị có thể nhìn cho mình thử một chút nhé. Bắt đầu từ sảnh chính đi vào, nằm ở bên tay trái, nằm ở bên tay phải công trình, chính là thiết kế mà chúng tôi đặt hoàn toàn từ bộ bàn ghế này cho tới tủ kệ tivi. Còn nằm ở bên tay trái chính là nơi mà chúng ta sẽ làm cái lối đi lại trong nhà, đi vào trong phòng ngủ này, cầu thang tầng 2, chúng ta vào bếp, vào phòng ngủ tiếp theo và vào phòng vệ sinh. Đó. Vì thế rằng là việc mà chúng ta thiết kế như này nó khá là hài hòa và rất đẹp mắt dành cho công trình đúng không ạ? Đối với khu vực của tủ kệ TV, nơi mà chúng ta tiếp giáp với cái không gian bếp ạ, là chúng tôi sẽ thiết kế thêm một cái tủ gỗ, hoặc là quý vị có thể sử dụng những vách CNC, vách lam gỗ để chúng ta vừa trang trí vừa làm đẹp. Hoặc quý vị có thể thiết kế một cái tủ gỗ mà chúng ta có rất nhiều ô chứa đồ để chúng ta sẽ làm cái nơi đề co, không làm cái nơi đề cô ấy, để chúng ta sẽ làm vừa không gian tươi mới, mát mẻ, mà đặc biệt là gì ạ, nó làm cho phòng khách của chúng ta vừa sang trọng vừa đẳng cấp hơn rất nhiều. Cái sự mát mẻ là gì ạ, là quý vị sử dụng bồn hoa này, quý vị sử dụng những cái gọi là lọ hoa này, hoặc là cây cảnh này, hoặc là quý vị có thể sử dụng những bình rượu để chúng ta vừa tiếp khách mà vừa mang lại cái sự trang trọng, sự quý phái đúng không ạ, mà là còn vừa đắt tiền của ngôi nhà. Đấy, rất đẹp đúng không? Còn ở khu vực phòng bếp là chúng tôi đặt một bàn ăn dành cho 6 thành viên của anh Ngoãn. Còn ở khu vực bếp nấu ăn là chúng tôi thiết kế theo dạng chữ L, nó vừa rộng rãi vừa thoải mái để chị có thể gì ạ, nấu ăn cũng như là thoải mái trong quá trình khi mà chị nhà anh Ngoãn sử dụng không gian bếp này. Và cái nơi mà bếp nấu ăn là chúng tôi đặt nơi tọa hung ở hướng cát trong nhà quý vị nhé, để trong quá trình khi mà chúng ta nấu nướng ấy, là chúng ta sẽ đốt cháy đi những cái điều đen đủi và giữ lại những điều may mắn ở trong nhà. Đó, rồi.
Và tiếp theo là không gian của hai phòng ngủ, nơi mà chúng tôi thiết kế đầy đủ, có giường này, có tủ quần áo, có bàn học, có bàn làm việc đầy đủ dành cho các thành viên tầng 1. Ở cái không gian của phòng vệ sinh nhá, là chúng tôi có thiết kế có bồn vệ sinh này, có bồn hoa sen, để trong quá trình khi mà gia đình chúng ta sử dụng cũng sẽ tiện nghi và dễ dàng hơn rất nhiều. Và một điều đặc biệt là quý vị thấy rằng là với một công trình nhà vườn đúng không, chúng ta không thể nào thiếu được đó là những dạng ô cửa sổ hai cánh, cửa sổ đơn, cửa sổ ba cánh để thiết kế và chúng ta đan xen cùng với cửa chính này, cửa sảnh phụ, cửa sổ đằng sau để chúng ta sẽ lấy được cái không khí, ánh sáng và tạo được một cái không gian tươi mới cũng như là cái sự thanh thoát trong ngôi nhà. Nó giúp cho tránh ngột ngạt, tránh ẩm mốc và giúp cho mọi thành viên của chúng ta đều cảm thấy thoải mái trong quá trình mà sinh hoạt. Còn ở trên tầng 2 thì sao ạ? Đối với trên tầng 2 thì anh Ngoãn mong muốn chúng tôi thiết kế công năng bao gồm là 3 phòng ngủ. Chúng ta sẽ có một phòng thờ kết hợp cùng với phòng sinh hoạt chung. Và bên cạnh đó là không gian còn lại là chúng ta sẽ tạo một ban công. Và ở chỗ này là chúng tôi sẽ làm đua ra đâu đó rơi vào tầm 1,5m để chúng ta thiết kế và tạo thêm cái sân ban công ở tầng 1 khi mà quý vị đã được nhìn thấy ở bên mặt tiền công trình đấy ạ. Rồi, và chúng ta đến với diện tích nhé. Ở trên tầng 2 thì chúng ta sẽ có 3 phòng ngủ này. Phòng ngủ chờ, tức là phòng... hiện tại chúng ta sẽ có một phòng chờ nhé. Phòng chờ này thì thật ra là anh Ngoãn mong muốn chúng tôi thiết kế thêm một phòng chờ. Chẳng hạn nhưng mà nhà chúng ta có thêm họ hàng về hoặc là có khách của anh mà muốn ngủ lại qua đêm thì chúng ta có thể sử dụng phòng chờ này. Phòng này thì hiện tại đang có kích thước là 11,1m2 này. Phòng ngủ 03 là 14,2 này. Phòng ngủ 04 là 13m. Chúng ta sẽ có một phòng vệ sinh là 3,4m quý vị nhé. Còn phòng thờ vào sinh hoạt chung là 19,8m2. Khá là rộng rãi và khá thoải mái đúng không? Rồi, chúng ta đến với 3D này. Ở 3D là quý vị thấy rằng là từ phía cầu thang đi lên là chính là nơi chúng ta sẽ tiếp giáp ngay với phòng sinh hoạt chung cũng như là vị trí của bàn thờ. Việc mà chúng tôi thiết kế vị trí nơi đây nhất là chúng ta sẽ có hai cái lý do. Một, đó chính là vị trí nơi tọa cát, hướng cát trong nhà, một vị trí đẹp nhất. Và nơi này khi mà chúng ta đặt bàn thờ cũng là nơi mà phong thủy tốt, cũng như là nơi tạo cái sự trang trọng, sự trang nghiêm của ngôi nhà. Bên cạnh đó là vị trí mà từ cầu thang đi lên đúng không? Là chúng ta sẽ tiếp giáp ngay với không gian của phòng sinh hoạt chung. Để các thành viên của chúng ta có thể tụ họp ở đây, chúng ta vừa bàn bạc, vừa làm việc, vừa nói chuyện với nhau, cùng trò chuyện sau một cái ngày làm việc căng thẳng. Và từ phòng sinh hoạt chung là chúng ta sẽ bước ra được ngay ban công, một không gian vừa thoáng, vừa mát, vừa để nghỉ ngơi, vừa xả stress, rất thoải mái đúng không ạ? Rồi, còn đối với không gian của 3 phòng ngủ mà chúng tôi đã thiết kế đúng không ạ? Có giường, có tủ quần áo, có bàn học, bàn làm việc rất đầy đủ dành cho mỗi một thành viên ở trong nhà. Còn phòng vệ sinh thì tương tự như ở tầng 1 thôi. Rồi, và đây chính là thiết kế cũng như công năng mà chúng tôi đã hoàn thiện và mang tới dành cho anh Ngoãn với một thiết kế công năng nhà 2 tầng mái Nhật quý vị nhé. Đó, 2 tầng mái Nhật và mang phong cách thiết kế của một mẫu nhà vườn. Và nếu như quý vị chúng ta đang có quá nhiều thành viên và cũng như muốn một thiết kế mà chúng ta có thể dành cho nhiều thành viên và rơi vào đâu đó chi phí tầm 1,5 tỷ mà thôi, là chúng ta đã có một ngôi nhà như này, thì quý vị có thể áp dụng ngay với một thiết kế của chúng tôi đã mang lại dành cho anh Ngoãn đây, hoặc quý vị có thể gọi từ số hotline của chúng tôi qua số 0844 878 666 hoặc qua số 0396 65 6596 đang chạy dọc ở trên màn hình để đội ngũ tư vấn thiết kế của chúng tôi gọi điện và mang tới cho quý vị về những thiết kế đẹp mắt và ưng ý nhất. Đừng quên bấm like, đăng ký kênh để ủng hộ chúng tôi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.